Thầy đệ phê vô sổ đầu bài của tôi nè. Em Trương Vô Kỵ kéo thuốc lào trong giờ đệ. Trong tiết đệ mà em ngồi em kéo thuốc lào. Đó, ví dụ thầy đang giảng bài đệ, các em ngồi với này em lóc 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 lóc. Vậy hả? Đó, em coi được không? Ok, hello tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh. Nếu như các bạn đang muốn biết thì chúng tôi cứ săn lòng trả lời để bảo vệ nền hòa bình của trái đất, để cho giúp cả thế giới này ngày một bờ hơn. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật xứ bữa đầy khả dân nhất lòng người. Mình là siêu nhân SPD đây các bạn. Đây là con của mình, đây là siêu nhân thiên sứ. Thì chắc hẳn một số bạn sẽ thắc mắc tại sao mà mình là siêu nhân SPD mà con mình lại là siêu nhân thiên sứ. Tại vì bữa nay thằng cha của nó bạn, thằng cha của nó đi nhậu mà bữa nay lại là một tiết sinh hoạt chủ nhiệm vô cùng quan trọng. Tại vì sinh hoạt chủ nhiệm cuối học kỳ thông báo tình hình của tất cả bạn học sinh mà bây giờ thằng cha đi nhậu, cho nên là cha nó mới gửi cho tôi nhờ chở đi học giùm. Đó, ok. Thì bây giờ trước khi mà các bạn bước vào xem video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like, bấm vào nút subscribe đăng ký để ủng hộ kênh Thánh Bừa Vlog nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ, bữa nay mình, thằng con mình thì mẹ nó chở đi học rồi. Thì mình sẽ, tự nhiên là sáng nó chạy qua đây, nó chở nó quăng cục qua đây, tôi cũng bó tay luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ chở thằng này đi học với các bạn ha. Rồi, thì bạn nào mà đang muốn xem tập 15 của si phim trời mệt quá, từ nghĩa giang hồ, thì tối thứ sáu tuần này khoảng 7 giờ, từ 6 rưỡi tới 7 giờ mình sẽ công chiếu tập phim 15 của phim Tình Nghĩa Giang Hồ. Vậy nên các bạn nào mà đang muốn xem phim thì các bạn đừng quên bấm like, chia sẻ, bấm subscribe đăng ký để ủng hộ kênh Thánh Bữa Vlog nha. Thì bây giờ mình sẽ chở thằng này đi đến trường học của nó. Rồi, bữa nay là một tiết sinh hoạt chủ nhiệm hết sức quan trọng luôn các bạn. Đây là chiếc limousine các bạn thấy không? Đây là chiếc limousine nhà mình khá là giàu luôn, siêu nhỏ SPD quá giàu luôn các bạn. Tại siêu nhỏ SPD là của Mỹ mà, Mỹ thì phải giàu thôi. Này, thì các bạn, mình có một tâm sự nhỏ nhỏ các bạn là các bạn khi dù cho các bạn thích hoặc là không thích cái phim siêu nhân, thì các bạn hãy dành một chút thời gian mỗi khi mình đăng clip, các bạn vô like, chia sẻ và bấm đăng ký để ủng hộ kênh mình nha, để cho kênh của mình được tăng tương tác nha các bạn. Để mình có động lực mình làm thêm nhiều tập phim, thiệt là nhiều tập phim nữa. Và sẵn đây mình cũng nói các bạn luôn, đó chính là bởi vì cái độ khó cũng như là làm cái phim Tình Nghĩa Giang Hồ rất là mất thời gian, cho nên là một tuần mình chỉ có thể ra được một tập thôi các bạn ha. Một tuần mình ra được một tập thôi, tại vì mình cố gắng dữ lắm là mới ra được một tập, chứ mỗi khi là nửa tháng mình mới ra một tập các bạn ha. Cho nên là các bạn hãy cố gắng tương tác với kênh của mình để giúp kênh Thánh Bừa Vlog đạt được, sớm đạt được 1 triệu sub nha các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, bây giờ mình đã đi đến trường học rồi nè các bạn. Đó, thấy không? Bữa nay là mình có đầu tư một cái lớp học rất là đẹp luôn các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đó, này bữa nay là có bàn, có ghế cho học sinh ngồi đàng hoàng ha. Chứ mà bữa là ngồi dưới gốc cây, có tấm bảng treo luôn. Rồi. Đó, này vô trễ nè các bạn. Chuyên gia đi trễ luôn. Nói bởi vì ăn ngủ mập như con heo đã rồi học hành cứ đi trễ hoài. Rồi, ok. Bữa nay sinh hoạt chủ nhiệm là học hành cho đàng hoàng nghe chưa? Mấy đứa nè. Rồi, ok. Rồi gửi cô giáo, bây giờ mình sẽ đi về các bạn. Mình đi về mình để cho cô giáo xử đi, không? Bây giờ các bạn sẽ theo dõi xem cái tiết sinh hoạt chủ nhiệm này bá đạo như thế nào. Rồi, ngày hôm nay tôi xin thông báo với các em, đây là một buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng của học kỳ 1 này. Tôi cũng muốn thông báo với các em về tình hình học tập cũng như là về hạnh kiểm của một số em trong cái học kỳ 1 vừa qua. Thì tình hình của lớp chúng ta hiện nay khá là bắt nháo, khá là bắt nháo. Tôi nói cho mấy em nghe là vậy, khá là bắt nháo. Học kỳ này các em khá là bắt nháo. Ngày hôm nay mấy em đi học, chúng tôi vẫn thấy một số em còn đội nón Noel nha. Còn đội nón Noel nha. Tôi nghĩ tình bữa nay là còn Noel cho nên là tôi mới để cho mấy em đội. Cho nếu mà bình thường á, là tôi xử mấy em rồi đó, tôi cướp mấy em rồi đó, mấy em đừng có giỡn ha. Rồi, ok. Bây giờ mấy em hãy trật tự, cả lớp phải trật tự lắng nghe để tôi đọc bản tuyên án đây, bản tuyên ngôn độc lập. Không, đầu tiên đó chính là danh sách của những bạn đã bị ghi tên vô sổ đầu bài ha. Rồi, đề nghị các bạn tuyệt đối im lặng. Nếu mà tôi có đọc tên tới bạn nào á thì bạn đó hãy tự cảm thấy xấu hổ bản thân mình ha, tại vì mấy em nó làm những cái điều vô cùng bát nháo ha. Rồi, ok, bắt đầu. Rồi, cái em đầu tiên mà tôi muốn nói tới đây á chính là em Mai Thanh Toán. Em Mai Thanh Toán đâu? Ừ, em Mai Thanh Toán đó đúng không? Em á là em nghĩ sao mà em dám sửa điểm vô sổ đầu bài? À, em dám sửa điểm sổ đầu bài, em nói cho tôi nghe coi. Đó. Điểm của em á là có 5 điểm mà. Mà em dám sửa lại thành 9 điểm, làm cho tôi phải nhập vô sổ cái là 9 điểm. Mà phải chi em sửa thì thôi đi, em sửa cái điểm của em thôi.
em còn sửa điểm của mấy bạn luôn đó. Em nâng điểm em lên, em hạ điểm mấy bạn xuống, người ta 9 điểm em sửa lại còn 2 điểm rưỡi à, không, mấy bạn nào 8 điểm thì em sửa lại còn 3 điểm rưỡi đó, mấy bạn nào mà 60 điểm thì em sửa lại còn có 0.5 điểm mà đó. Em làm cái chuyện gì bắt nháo vậy hả? Em mai thanh toán. Tôi cảnh cáo em nghe, không phải tôi cảnh cáo mà học kỳ này tôi hạ hạnh kiểm của em luôn, là hạnh kiểm yếu, thấy chưa? Em đáng lẽ là học kỳ này là em được 8.5 đó, nhưng mà em hạnh kiểm yếu cho nên em không được lên thưởng luôn, nhớ chưa? Đó, rồi mời mà vua như gặp tôi. Rồi em tiếp theo là em được ghi tên vô sổ đầu bài là em mai chủ nhật. Em mai chủ nhật đâu? Em còn dám cười nữa hả? Tôi hỏi em nè, em hết trò chơi hả? Em hết trò chơi sao mà em dám chét mắt mèo cô vệ sinh hả? Em dám chét mắt mèo vô cô giáo vệ sinh hả? Người ta đã dạy sinh học cho em, người ta dạy cho em về những cái điều cần hiểu biết, vậy mà em nghĩ sao mà em lấy mắt mèo em chét vô người ta hả? Cô giáo vệ sinh có làm gì em không hả? Em hết trò chơi hả? Rồi ta ngứa gần ngứa 2-3 ngày, ngứa cả tuần lễ là sao hết hả? Học kỳ này em hạnh kiểm trung bình nha, học kỳ này em hạnh kiểm trung bình. Rồi em tiếp theo nè, em Phan Thị Dân Hiến đâu? Em Phan Thị Dân Hiến hả? Tôi nói em con gái mà em chơi mấy cái trò rất là bát nháo luôn, cái trò kêu bằng không thể nào mà chấp nhận được. Thầy thể dục có phê vô sổ đầu bài nè, em Phan Thị Dân Hiến dám xì bánh xe thầy thể dục đó. Em chơi những cái trò kêu bằng bát nháo vô cùng đó. Thầy thể dục mắng vốn với tôi á, là học trò của cô á, là em Phan Thị Dân Hiến xì bánh xe tôi, là bữa đó tôi chạy về dốc cục đá cái mỏ tôi đập xuống đường, bây giờ cái mỏ tôi sưng như nãy chú ngự luôn, phải không? Đó, một cái trò đùa nhỏ xíu của em thôi mà dẫn đến một hậu quả tai hại, bây giờ thầy nhập viện luôn rồi, phải mổ cái mỏ đó, bác sĩ nó phải mổ cái mỏ, không mổ là không đi dạy thể dục được, phải không? Bây giờ tiết thể dục ai dạy, trừ mình có thầy thể dục một mà em làm gì là ai dạy thể dục hả? Em mà học kỳ này là em hạnh kiểm yếu, em coi chừng là tôi đuổi học em đó ha. Em thi toán thì em được có 2.5 ha. Rồi bây giờ em dở cái ba cái trò gì tào lao bắt nháo nữa, thấy chưa? Tôi cảnh cáo em đó. Rồi tiếp theo, em võ lâm truyền kỳ đâu? Em võ lâm truyền kỳ, em đúng không? Đây, cái tội của em được ghi tên vô sổ đầu bài là dán lên áo của bạn 3 chữ tôi bị điên. Ủa em hết trò chơi hả? Em dán vậy rồi lỡ bạn em đi ra đường, không, bạn em trên đường đi về nhà ra đường, rồi ta thấy người ta bắt trong nhà thương điên rồi sao? Cũng hên là bữa đó có một cái xe bắt chó đi qua, không, mà tôi cũng đồng thời tôi đi qua luôn, cho nên tôi mới cứu được bạn đó. Chứ không thôi là xe bắt chó nó bắt bạn em vô nhà thương điên luôn rồi, không, tưởng là bị dại á. Không, em thấy một trò đùa kia bằng đơn giản của em mà nó dẫn đến một hậu quả vô cùng to lớn không hả? Học kỳ này em hạnh kiểm trung bình nha. À, em toàn là chơi những cái trò cái bằng bát nháo không à. Đó, tôi cảnh cáo em luôn. Em mà chơi trò này một lần nữa là tôi mời phụ huynh em vô đó, em biết chưa? Rồi, em tiếp theo, em này mới nặng nè. Em này mới nặng nè. Em phí vận chuyển đâu? Em phí vận chuyển họ đó đúng không? Em là lớp trưởng. Em đường đường em là một lớp trưởng mà em dám thông báo với mấy bạn á, đáng lẽ là hôm thứ ba là kiểm tra môn sử, mà em dám thông báo với mấy bạn á, là bữa đó không có kiểm tra môn sử, làm cho bữa đó mấy bạn nghỉ hết, tưởng á, không, bữa đó không có tiết, làm cho cô sử ngồi ngắp gùi nguyên buổi luôn, không? Em thân em là lớp trưởng mà không biết ai bài đầu cho em, mà em chơi những cái trò kêu bằng, tôi không thể dùng cái từ bạc nháo đâu, mà tôi dùng cái từ tàu lao mới lao đúng không? Không, bữa đó cô sử mắng vốn tôi, cô sử nói bữa đó tôi ngồi ngắp gùi nguyên buổi luôn, đáng lẽ vô kiểm tra mà chờ vô không thấy đứa nào kiểm tra hết trơn, ngồi ngắp gùi nguyên buổi luôn đó. Học kỳ này tôi cắt cái chức lớp trưởng của em nha, là học kỳ này em xuống làm tổ viên đi, không, để tôi sẽ bầu bạn khác lên làm lớp trưởng, ok? Rồi em tiếp theo nè, em Trương Vô Kỵ đâu? Em Trương Vô Kỵ là em nào đâu? Em nghĩ em là dân kiếm hiệp, em muốn làm gì làm hả? Em muốn làm gì làm đúng không? Thầy đệ phê vô sổ đầu bài của tôi nè, em Trương Vô Kỵ kéo thuốc lào trong giờ đệ. Trời đất ơi, em mấy tuổi năm nay, em mấy tuổi mà em bị đặt hút thuốc? Mà em hút thuốc lào nữa, không? Ai cho em hút thuốc trong lớp mà em mới bên lớn mà ai cho em kéo thuốc lào trong lớp? Để thầy đệ phải ghi tên cho em vô sổ đầu bài như vậy hả? Em nghĩ coi còn mặt mũi nào của tôi lớp này á đầu năm á là lớp điểm, mà mấy em làm riết rồi tôi tưởng lớp này lớp điếm cơ mà chứ phải lớp điểm ha. Mấy em chơi mấy cái trò đâu như bằng dùng cái từ thường việt là điếm thúi vô cùng, đúng không? Trong tiết đệ mà em ngồi em kéo thuốc lào á, ví dụ thầy đang giảng bài đệ các em ngồi dưới này em vậy hả đó, em coi được không? Học kỳ này em hành kiểm trung bình luôn nha, mời mà phụ huynh vô gặp tôi luôn. Rồi tiếp theo, em Phùng Văn Chim. Em Phùng Văn Chim đâu? Đứng lên cho tôi coi. Rồi em Phùng Văn Chim đúng không? Tôi nói với mấy em á,
Mấy em xin số điện thoại của thầy cô là để mấy em nhiều khi có mấy em học bài không hiểu, mấy em điện thoại hoặc là mấy em nhắn tin cho thầy cô mấy em hỏi. Còn đằng này á, cô dạy văn á, phê vô sổ đầu bài nè. Em Phùng Văn Chim dám nhắn tin cho cô giáo dạy văn là anh yêu em. Trời ơi, mấy em hết trò chơi hả mà mấy em nhắn tin cho giáo viên, đúng không? Tôi nói mấy em rồi, mấy em á, lớn rồi, mấy em có quen bạn ở ngoài á, thì mỗi khi mấy em nhắn tin á, mấy em phải chú ý, hết sức chú ý. Mấy em nhắn, nghĩ sao mấy em nhắn tin cho cô giáo mà mấy em nói anh yêu em là sao? Tôi cảnh cáo lần này nha, chuyện này là chấm dứt tại đây nha, không được xảy ra bất cứ một lần nào nữa, mấy em nghe rõ chưa? Đó, rồi, còn một em cuối cùng. Em này tội khá là nặng luôn, em này tội rất là nặng luôn. Đó là em đòn công an. Em đòn công an đâu, đứng lên cho tôi coi. Em đòn công an đúng không? Cái mặt em hành xử rất là giống công an đó, nhưng mà em hành xử giống như là tào lao không à. Đó, cô quá trong tiết quá, em đòn công an, cô quá phê nè, lấy dây thun bắn đít cô giáo. Em còn có gì chơi nữa em đòn công an? Đáng lẽ là em phải, em tên đòn công an là em phải làm sao cho xứng đáng với cái tên của em. Mà cái này em lấy dây thun mà em bắn đít cô giáo nó làm sao? Tôi cũng bó tay em luôn ha. Em ơi á, chẳng những em mời phụ huynh em vô mà em viết bản kiểm điểm cho tôi luôn nha, viết bản kiểm điểm mà em mời phụ huynh vô cho tôi luôn. Rồi. Rồi, ok tất cả các bạn, như rồi thì các bạn cũng đã coi như là một vé trở về tuổi thơ. Các bạn cũng nghe giáo viên chủ nhiệm cũng giống như là những em học sinh ở đây nói về những cái giống như là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò các bạn. Thì đây cũng là những cái trường hợp mà hồi đó đi học mình cũng gặp phải, cho nên bây giờ mình muốn tường thuật lại cho các bạn để chúng ta có thể hồi nhớ về một cái tuổi thơ rất là dữ dội ha. Ok, hy vọng một cái clip ngắn funny ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn giống như là vui vẻ và xả chết sau một ngày làm việc mệt mỏi, cũng giống như là sau những giờ thi cử nhức đầu trong mình ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video clip ngắn funny lần sau, và hẹn gặp lại các bạn trong tập 15 của series phim Tình Nghĩa Giang Hồ. Bye bye.